Ông Bùi Văn Tú, dân tộc Mường, vốn quê ở xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 2017, ông bắt đầu trồng khoảng 4 hectare bưởi diễn trên quả đồi rộng gần 6 hectare của gia đình mình. Khi bắt tay vào trồng, ông gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, kinh nghiệm chăm sóc bưởi diễn. Ông phải vừa tự học, vừa làm rồi đúc kết kinh nghiệm. Sau mấy năm gắn bó với cây bưởi diễn, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây bưởi diễn không cao. Năm 2021, ông đã mày mò ghép bưởi da xanh trên các trang mạng, rồi ghép trên những cây bưởi diễn của mình. Sau khi ghép thành công, ông đã chuyển toàn bộ bưởi diễn của mình sang trồng bưởi da xanh và tiến hành chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Hiện nay, 4 hectare trồng bưởi của ông đã có hơn 2.000 gốc bưởi da xanh được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Theo ông Tú, để cây bưởi da xanh sinh trưởng và phát triển tốt thì lúc nào cũng phải bón phân đầy đủ cho cây và có chế độ chăm sóc riêng. Ngoài chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, ông còn mặc áo cho những trái bưởi bằng túi vải không dệt, sản phẩm của Ấn Độ để tránh côn trùng hút chích, chống rám nắng, đồng thời giúp giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó giúp những trái bưởi luôn có mẫu mã đẹp và chất lượng. Nói chung là cái Việt Gáp này, cái ví dụ quy trình hôm nào bón phân hay là tưới tắm thì phải cho vào nhật ký toàn bộ đấy. Về cái để mình giảm cái thuốc bảo vệ thực vật thì tôi dùng cái túi vải không dệt này để bao quả từ tháng đầu mùa hạ hoặc đầu tháng năm âm lịch là bắt đầu phải bao thì để nó giảm cái thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai nữa thì tránh giám quả để đảm bảo chất lượng cho cái sản phẩm của mình. Nói chung thì cái bưởi da xanh thì nếu so với các bưởi truyền thống ở phía Bắc mình thì bưởi xanh thì nó khó tính hơn bưởi phía Bắc mình. Với mỗi hecta bưởi da xanh, ông Tú thu được từ 20 đến 30 tấn trái. Với giá bưởi da xanh bán trung bình 20.000 đồng một kg, mỗi năm ông Tú thu lãi nửa tỷ đồng sau khi đã trừ chi phí. Ngoài tạo thu nhập cao cho bản thân, ông còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ vườn bưởi da xanh của nhà ông Tú ấy thì cũng giúp chúng tôi có công ăn việc làm ổn định, tạo thu nhập cho chúng tôi thì cũng đỡ vất vả hơn. Chúng tôi đến đây thì cũng chỉ là làm cỏ với lại bón phân. Vì hàng ngày nếu mà kể ra thì cũng không hết việc bao giờ. Chúng tôi đi làm như này thì ông chủ trả cho chúng tôi mỗi ngày 200.000, nếu mà mình đi thì thu nhập mỗi tháng chúng tôi sẽ rơi vào tầm 6 triệu. Với ý chí vươn lên, không ngại khó, ngại khổ, tích cực học hỏi, ông Tú đã biến đất đồi thành vườn bưởi trĩu quả, tạo nguồn thu nhập cao, ổn định cho gia đình, từng bước làm giàu cho gia đình và quê hương.